Thế còn con kia? Anh ơi, còn con kia? Con gì ạ? À? Con gì chuyện bảy. Cuối chợ. Khu vực cuối chợ mà mấy hôm nay khá ghê quá. Ấy, ai? Của ai chứ? À, của người bên này. À, đây của ông. Đây, đây, đây. Cái đẹp này em ơi, này đây. Con này thì bao nhiêu anh? Trường Vi này. Con nào? Con Trường Vi. Con Trường Vi 1 triệu. Đất từ cũ. Bố thích con rành rành à? Hay đấy nhỉ? Rành rành cổ ấy. Rành rành cổ. Tớ không thích. Thân nó đời nó không thích. Tớ vừa mới bị chết một cây rành rành. À, rành rành mà cũng chết được ạ? Một gốc ba thân thế mới đau. Mà không hiểu nguyên nhân nào. À, con này thì thu ngắn nó lại thì nó rụt rịt lại thôi. Cây của tớ một gốc ba thân rụt rịt mà mình làm chết. Chết mà mình nghĩ là do bị khối dễ, dễ chắc chắn dễ. Bởi vì lúc tôi chết thì thấy nó ẩm, đất ẩm lắm. À, khả năng khối dễ, nó bị mốc khối dần. Cái gì? Nó bị mốc xong rồi khối dần đúng không? Kiểu thế thì thối dễ lắm chết. Mà tớ mua có 150 chứ. À, không phải rành rành này nó nói đắt lắm. À, 2016 cậu mới chết được 3 tháng này. À, tiếc đúng không? Đấy, tiếc lắm. Mình tiếc một gốc ba thân liền rụt rịt đấy, rành rành rất tươi tốt, mỗi năm ra một bông hoa, cuối cùng là cuối năm vừa rồi sẽ mình thấy tiếc. Vâng, mình cũng thích cây cành. Vâng, mùa đang mùa hoa đây. Cái gì? Khế. Khế dễ. Khế dễ. Cái rành rành nó dễ thế mà tới chồng nó chết hay tớ tiếc. Nó sống mà. Thế là tớ bị làm chết. Tớ chả nhiều gì. À thế à? Nhưng rành cắm cành sống. Thế à? Đây này, cành. Cây vừa tớ cho cậu xem. À, tiếc quá mà tớ mua có 150 2016. Rồi. Nghĩ cứ tiếc. Nhiều khi cây dễ nó lại không hiểu vì sao nó chết. Không, tớ nghĩ là do thôi dễ. Vâng. Tức là mình cứ nước vo gạo. Ai ủa ơi, đừng có chơi nước vo gạo. Nước vo gạo là tèo luôn. Thế à? Nước vo gạo sau nó thối luôn. Thối hoang. Nó bị mốc.
ủ lên men nó mốc. Đấy đấy đấy, đúng không? Chết là do nước vo gạo. Thế là luôn luôn. Cây dị thế thôi. À thế thì đấy đấy đấy, mấy cây bị nước vo gạo. Nước vo gạo mà cây trồng dưới đất thì tưới được. Cây trồng dưới chậu là thôi thế luôn. Để từ lay cạch đỏ thì vợ cứ coi lồi cháo sườn lồi cháo tức là kinh nghiệm gạo xay ra này, kinh nghiệm xương máu đấy. Vừa định hỏi bác là có tưới nước vo gạo không, đang định hỏi đấy. Kinh doanh khó chết lắm. Tức là do tưới nước vo gạo gì đấy bị chết mất mấy cây mà ở dưới mà đến lúc mà ví dụ mình mới mình nhổ lên. Tôi trồng cây xanh nhá. Vâng. Tưới lúc vo vạo vào cái cây cuối cùng về sau chết dần. Chính xác, nó thối. Tôi nghĩ là nó thối mà mùi nó thối. Toàn những cây dễ sống ấy, nhưng mà bị à thế bị, thì nước vo gạo. Thế nước đậu tương tôi ngâm bây giờ để tôi tưới có sao? Nước đậu tương thì nói chung là mấy cái cây mà dễ sống thì phải nên hạn chế mới bởi vì nó có men. Thế thì đậu sẽ mốc cây. Thế tức là nước vo gạo không phải là tốt thì bản chất nó là tốt nhưng mà nó đọng ở dưới nó lại làm mốc thối. Nó tôi thấy đất nó ẩm ướt mà ẩm mới là vấn đề đấy. Đúng không? Nó thoát được thì ẩm là nó đọng đấy nên sau dễ nó bị thối. Thôi thế là để biết chết từ gốc chết từ dễ chết lên đấy. Đấy đấy, lá đầu tiên là nó ngả xuống. Vâng. Đấy, tôi thấy lá nó không vươn lên mà nó ngả xuống. Vâng. Tôi thấy để biết đây này, cây đây này. À vâng, được đấy. Cây đây này, một gốc 3 thân có 150 thôi. Biết đấy. Mùa 20 tháng 7 âm lịch 2016. Vâng. Gốc 3 thân rụt vịt lắm to. Chính xác. Không như cây này. Đây này. Cái chỉ này hay này. Đây không, nó bảo là mình dùng cái nước gạo thì tưới cái gì? Tưới nước bình thường thôi. Thôi cứ tưới nước máy bình thường thôi nhá. Thế thì thôi. Cây mai này hay này, cả ông nói. Cứ 2 ngày tưới nước vo gạo một lần. Ôi chịu làm sao được. Tối hôm nay này, tối hôm nay vợ coi như là vo gạo, sáng sớm ngày hôm sau tưới, cứ 2 ngày tưới một lần. Cứ đều đặn như thế. Thế khả năng tôi nghĩ là đất nó bị chua đấy. Đang hỏi bác là có phải tưới nước vo gạo không? Má là đúng. Tức là thỉnh thoảng lắm thì mình tưới thì không sao. Chính xác, mà tưới đừng có để nó đọng đấy. Mà đừng đọng đúng không? Đọng được chết. À cái sung quả đẹp quá nhỉ. Đẹp đấy. Đây có cây mai này đẹp này. Mai này đưa lên chậu khó trồng lắm đúng không? Mày dễ. Đúng này dâm cành cũng sống. Cứ đất ẩm cứ có toàn làm chết. Đấy, từng cái tưới nước vo gạo. Cứ hay tưới ẩm với tưới nước vo gạo. Đang mùa mai chữ thủy thơm quá. Nó đang mùa mai chữ thủy. Có cậu mua về thì chết. Chắc là đồng dễ nhiều quá. Chắc đồng dễ nhiều quá. Đưa lên chợ này đẹp. Đấy, bây giờ là nghỉ nước vô gạo. Tôi nghỉ cả các loại dễ thì khác ngay rồi. Tôi đoán tôi ạ, chắc do tưới nước không ạ. Hôm nay ráng bao bắp thơm vô cùng, thơm vô cùng. Mới cắt nhỉ. Cắt đi xây một đẹp. Lâu rồi cái tông như thế này. Tổng đáng mất ra. Đáng
Vậy.